nữa. Rồi mình sang bài hôm nay này. Hôm trước là thầy dạy tỷ số là tam giác đúng không? Thì hôm nay nhá, thầy dạy thêm một chút nữa là tỷ số thể tích đáy là hình bình hành. Ok, tối thiểu đáy là hình bình hành. Thầy có bảo mấy đứa là đọc cho thầy phần thiết diện đây. Nhớ đọc nhé để nhắc lại cho dễ hiểu. Nói chung thầy dặn cái gì nên nên về tự giác là phải chủ động lên. Được chưa nhờ? Xem lại vở là chắc ngay. Bây giờ thầy cho thì chóp như sau này, thầy sẽ vẽ hình minh họa. Tỷ số này tôi thấy hay. Sẽ vẽ minh họa như sau. Tối thiểu đấy là hình bình hành, có thể nó là hình vuông không sao cả. Mày hiểu ý không nhỉ? Có thể là hình vuông. Nhưng mà tối thiểu là phải hình bình hành đã. Vuông, chữ nhật hình thoi tùy. Min là hình bình hành. Rồi, mày lấy vẽ hình cho thầy vào đi. Triển khai nhanh về cái hình. Hình trong là S, A, B, C, D. Được chưa? S, A, B, C, D. Rồi. Hôm nay mình học hai kỹ năng nhé, hai kỹ năng. Cái này là cái đầu tiên. Lấy 4 điểm đồng phẳng, 4 điểm. MN PQ thuộc SA, SB, SC, SD sao cho MNPQ đồng phẳng. Hiểu về đồng phẳng không? Tức là gì nhỉ? Tức là cùng thuộc một mặt mặt phẳng đang xét. Đúng không nhỉ? 4 điểm đồng phẳng. Nay sẽ lấy bừa vào đây. Nhớ đồng phẳng nhá. MNBQ. Đúng thì mấy đứa nhìn cho thầy này, nhìn cho thầy. Có phải mặt phẳng MNBQ khi đó của mình ấy nó chia cấu trúc thành hai nửa chưa? Đúng, chia cấu trúc thành hai nửa không? Bốn nửa bất kỳ nhá, không phải song song đâu. Bốn nửa bất kỳ thôi. Khi đó mặt phẳng này này, mặt phẳng này của mình ý, chia cấu trúc thành hai nửa chưa? Hai nửa đúng không, nửa trên và nửa dưới, được chưa nhỉ? Thì khi đó mình có nhà mình đặt như sau này, nhớ cái đặt của thầy này. Đặt cái A là tỷ số SA trên SM, tức là các bạn nhớ như sau này, đỉnh cũ chia đỉnh mới. MNPQ là các điểm mới, A, B, C, D là các điểm cũ, được chưa nhỉ? Đỉnh cũ chia đỉnh mới. Được chưa? B bằng cái SB trên SN. C bằng cái SC trên SP. Và D bằng cái SD trên SQ. Nhớ thầy nhá. Thì mình có hai công thức quan trọng như sau. Công thức 1 đầu tiên. Công thức đầu tiên là mình phải có là A cộng C bằng B cộng D. Công thức quan trọng đấy. Và công thức thứ hai là V của A MNPQ, V của S S MNPQ trên cho V của S, A, B, C, D. Bình thường nếu bài này ấy, thì mình phải làm gì nhỉ? Tách cái hình chóp thành hai nửa tam giác đúng không? Rồi mình áp dụng công thức Simpson. Chuẩn chưa nhỉ? Nhưng ngày hôm nay ấy, thì mình không phải tách nữa. Nhưng mà cái hạn chế của bài này ấy, là gì? Là đáy tối thiểu nó phải là hình bình hành thì mới đúng nhá. Còn đáy mà khác hình bình hành ấy, không phải hình bình hành như hình thang thì mình không cần dùng cái này đâu. Đấy hạn chế của nó.
thì công thức trên sau này: tổng chia 4 tích, tổng rồi chia cho 4 tích. Đó, tổng chia 4 tích. Công thức cơ bản đầu tiên. Được chưa nhỉ? Tổng chia 4 4 tích. Nhớ ra công thức này nha, tổng chia 4 tích. Rồi A cũng C bằng B cũng D. Được chưa? Rồi cái này chắc thì tầm 3-4 ví dụ thôi là mình hiểu ngay thôi. Nhắc lại công thức này, nhớ nhá, nhìn lại kỹ lý thuyết cho thầy. Đặt A là cái gì? Đỉnh cũ chia đỉnh mới. Có thể các đỉnh MNPQ trùng với ABCD, không sao cả. Nếu mà trùng với nhau ấy thì tỷ số sẽ là mấy nhỉ? Sẽ là 1, đúng không? Đấy. Không sao hết, được chưa? Đỉnh cũ chia đỉnh mới cho thầy. Không có gì cả. Thì có hai công thức quan trọng là A cộng C, các bạn hiểu cách nhớ này là đối nhau, AC đối nhau chưa? AC đối nhau, BD đối nhau, tổng đối bằng nhau. Tổng đối bằng nhau. Và công thức thứ hai là tổng chia cho 4 4 tích. Ok không? Tổng chia 4 tích. Được chưa nhỉ? Nào. Hiểu cái này chứ? Mình áp dụng nhá, mình sẽ làm 3 4 ví dụ thôi, áp dụng. Ví dụ 1. Thầy cho S.ABCD có đáy là hành bình hành. Được chưa nhỉ? Gọi M thuộc SA sao cho là SM bằng MA, N thuộc SB sao cho là SN bằng 1 phần 3 lần SB, P thuộc SC sao cho SP bằng 1 phần 4 lần SC. Được chưa nhỉ? Rồi và cái Q thuộc SD sao cho PQ, sorry, sao cho QD bằng 2 lần SQ. Ok không? QD bằng 2 SQ. Câu hỏi của thầy là tính tỷ số của S A S MNPQ trên cho tỷ số thể tích của S.ABCD bằng bao nhiêu? Rồi, vẽ nhanh cái hình triển khai nào. Lấy điểm chuẩn một chút nhá, các bạn lấy điểm sai thì là khó nhìn đây. Bài trên lớp mà có người không để ý là ra đề sai đấy, ra sai. B CD. M sẽ ở đây trung điểm và nó xong chắc thì nhóm cho thầy kết quả nhé. Không sao cả, SN bằng 1 phần 3 SB
1 phần 4. P Q bốn điểm đấy. Tỷ số nó chưa 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 lệch lắm. Nào, áp dụng cho thầy nào. Công thức. Nếu mình áp dụng bài này đúng không? Mình có đặt A là gì nhỉ? Đặt A là gì? Nghe kỹ nha mấy đứa nha. Xong hình chưa? Ra những bài kiểu này thầy cho sẵn rồi thì không phải vẽ hình đâu. Không nhất thiết phải vẽ hình. Được chưa nhỉ? Cho sẵn rồi. Nào đặt A là gì đây? Đặt A theo lý thuyết đúng không? Nó sẽ bằng SA trên SM. Nào, SA là mấy nhỉ? SA là M là trung điểm, vậy SA trên M sẽ bằng 2. Đúng không? B bằng SB trên SN. Cái này sẽ bằng mấy nhỉ? Tỷ số này bằng 3. C bằng SC trên SN. Tỷ số này bằng 4. Còn cái D của mình ấy, cái D nó sẽ bằng gì? Bằng SD trên SQ. SD trên SQ thì QD bằng 2 lần SQ mà, tức là phải một phần này. Thế là hai phần. Tổng SD là 3 phần không? Vậy sẽ là bằng 3. Chuẩn chưa? Vậy áp dụng công thức thôi. Công thức áp dụng công thức. Công thức thứ hai tức là V của S S gì nhỉ? Chấm MNPQ trên cho V của S chấm ABCD. Đúng không? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Tổng tổng này trên 4 tích. Nó sẽ bằng gì? 2 1 2 cộng 3 cộng 4 cộng 3 chia 4 tích là bao nhiêu? 4 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 3. Tổng chia 4 tích vậy khoảng bao nhiêu nhỉ mấy đứa nha? SCCSP thì ghi nhầm. SCCSP. Ừ, thầy ghi nhầm đấy. Rồi, tính cho thầy cái tổng là bao nhiêu? Tổng chia 4 tích. Casio hộ thầy phát ra bao nhiêu nhỉ? 1 phần 24. Đó, thấy nhanh chưa? Mình thấy nhanh không nhỉ? Là dễ. Đúng không? Rất là dễ. Đó, áp dụng công thức. Bài này mà mình phải chia thành hai khối chóp ấy, tam giác. Rồi mình tính tỉ số thì cũng lâu đấy, đúng không? Nhưng mà áp dụng cái này nha. Nó rất là nhanh. Đấy là cái hay đầu tiên. Các bạn này hiểu này. Phân tích một chút nhé. Bài này Dung hiểu không? Dung ok chứ? Vâng ạ. Giang, hai cái Giang ok không? Ví dụ đầu tiên. Rồi. Mấy đứa nhìn cho thầy nhá. Chỗ này rất là hay, phân tích ở đây này. Nghe kỹ này. Là mình có cái A cộng C bằng B cộng D. Tức là mình chỉ cần biết 3 tỉ số thôi. Biết 3 tỉ số thôi. Thì tỉ số còn lại mình sẽ suy ra được. Bài này thầy cho trước 4 tỷ số luôn thì các bạn có thể là áp dụng công thức các bạn ra luôn đúng không? Nhưng những bài mà thầy cho 3 tỷ số rồi ấy, 3 tỷ số thôi thì tỷ số còn lại các bạn sẽ tìm được ra. Ok không nhỉ? Một cách rất là hay để tìm tiết diện. Hiểu không? Đấy, nhớ nhá. Nào, áp dụng mình dụ đầu dễ thôi. Ví dụ 2 nào. Ví dụ 2. Là để cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, là hình bình hành được chưa nhỉ?
Rồi gọi MN là trung điểm của SB, SC. Câu hỏi của thầy đơn giản thôi. Tính V của S, à, tính V của cái này đi. V của A, B, C, D, M, N trên cho V của S, A, B, C, D bằng bao nhiêu? Rồi, vậy anh triển khai cho thầy. Rồi, A, B, C, D, M, N. Bạn đã xong chat của em nhóm nha, xem đúng không? Đọc kỹ chú ý nha. Nào, 2 phút làm thử nào, được làm bao nhiêu? Một phút nữa thì chữa nha. Các bạn nào xong thì cứ kết quả lên nhóm với thầy. 3 phần 8, 3 phần 8. Nghe các bạn không đúng lắm nha. Đọc kỹ xem là thầy bảo tính cái gì. Đấy, 3 phần 8 các bạn làm sai đấy. Làm hơi chủ quan đấy. Cái V cần tính có thể là V dưới, còn cái trên nhá. Thì phải lấy phần bù ra, hiểu không? Đáp án nhiễu có nhiều lắm đấy, nên là cẩn thận chỗ này. Nào, phương thảo nào, phương thảo A3 nào, đọc cho thầy nào. Tên đặt A là gì? Phương thảo đặt A là gì nhỉ? Nào đặt A là gì? Thảo Thảo ơi. Bạn này thấy gì đặc biệt không? Tức là cái điểm này của mình này, điểm này của mình không? Nó trùng với A chưa? Nó trùng với A không? Đúng chưa Thảo nhỉ? Vậy là sẽ đặt A là gì? Đặt A sẽ là gì nhỉ? SA. SA trên cái gì? Lên SA. Đúng rồi, bằng mấy luôn? 1. B là mấy nhỉ? Cái gì? M. Nhìn kỹ. Đỉnh cũ chia đỉnh mới phải là SB trên SM. Thầy hiểu chưa? Công thức cái này. Đỉnh cũ trên đỉnh mới nha, cũ trên mới. Ok không? Bằng mấy?
bằng mấy nha? Bằng 2. Bằng 2. Rồi, C là gì? Tiếp tục làm nhanh một chút. S gì nhỉ? X trên N Bằng mấy? bằng 2. D của em là mấy? Đây là XD trên XD. Bằng mấy nha? Bằng 1. Bây giờ nghe này. Tính của thầy là tính V dưới, không phải tính V trên đúng không? Mà V dưới của mình ý, thì nó không có công thức nào cả. Vậy mình phải lấy phần bù, tức là gì nhỉ? Thầy tính tỉ số này trước là V của S chấm AD NM trước đúng không? Trên V của gì đây? V của S AB CD. Mày đi hiểu không? Công thức chưa sẽ là tổng trên cho 4 tích bằng lời ấy nha. Sẽ bằng gì nhỉ? 1 cộng 2 cộng 1 cộng 2 chia cho 4 nhân 1. Đúng không? Cộng bằng bao nhiêu? Bằng 3 phần 8. Tức là nếu cả thể tích to của thầy nhá là 8 phần đúng không? Thì V ở trên S, V chứa đỉnh S là chiếm 3, 3 phần. Vậy mình có ngay V còn lại. Các bạn sai rất nhiều chỗ này đấy, không để ý. Mới đi thi đáp án nhiễu rất là nhiều nha, đáp án nhiễu có nhiều lắm. Sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là 1 trừ đi 3 phần 8. Đúng không? Sẽ bằng 5 phần 8. Hiểu chưa? Nhi thắc mắc gì bài này không? Thầy giảng lại chỗ suy ra về đi ạ. Đây Nhi nhá. Mày nghe kỹ cho thầy này. Mặt phẳng ADNM chia cho chóp bằng hai nửa không? Đúng không Nhi? Đúng chia cho chóp bằng hai nửa chưa? Nửa trên chứa S và nửa dưới là không chứa S. Đúng chưa? Mình đang cần tính nửa dưới mà. Thì nửa dưới của mình ý, thì mình không có công thức gì cả vì đây không phải khối chóp bình thường. Đúng không? Đây không phải khối chóp đúng không nhỉ? Mình không có công thức gì cả. Thì mình phải tính phần bù, tức là gì nhỉ? Thầy tính nửa trên chia nửa dưới trước. Nửa trên nhá, chia nửa to là 3 phần 8 không? Chia V to 3 phần 8 chưa? Tức là một cái bánh của mày ý, chia làm 8 phần. Mày ăn hết 3 phần rồi. Vậy cái còn lại sẽ là gì nhỉ? Sẽ là 1 trừ đi 3 phần 8 sẽ là 5 phần 8. Nhi hiểu không đấy? Thông được không? Cần giảng lại không? Mày đâu ok không? Cái mai ok không? Cứ hiểu đơn giản thôi là tính được cái phần trên là bao nhiêu đúng không? Phần trên tỉ số V to là bao nhiêu thì phần dưới thì làm gì thôi? Lấy 1 trừ đi thôi là ra ngay phần dưới. Tức là cái V này nếu mà V to của thầy mà chia thành 8 phần nhá, chia thành 8 phần thì V chữ S là 3 phần không? Còn V ở dưới sẽ là 5, 5 phần. 5 tìm của gì? 5 là sẽ để 8 trừ đi 3 bằng 5. Được chưa? Để suy ra đấy. Ok chứ? Có đứa nào chưa hiểu cái này không nhỉ? Trang cá ok không? Hai cái trang ok chứ? Được chưa nhỉ? Đấy. Cứ bình tĩnh thôi nha, không hiểu hỏi luôn. Tránh cộng dồn. Tránh cộng dồn nha. Nhi hiểu chưa? Ok. Nào bây giờ mình có nhận xét nhỏ như sau này, nhận xét nhỏ như sau. Để mình xác định chính xác ở đâu nha. Trong lý thuyết đúng không? Có phải thầy đặt A, thầy là mẫu một cái thôi. Đặt A là cái SA trên cho S SM. Thì các bạn tránh sai lầm như sau này. Bây giờ mình có nhận xét như sau là nếu mà A mà lớn hơn 1 đúng không? Cái A lớn hơn 1 thì chắc chắn
M nó phải thuộc đoạn luôn. Hết à? Đúng không nhỉ? Đúng không? Còn nếu mà A, các bạn cẩn thận cho thầy nhá. Nếu mà A M nhỏ hơn 1, tất nhiên thầy đang xét cùng một tia đúng không? Cùng một tia thôi. Tia SA chiếu xuống, ok không nhỉ? Đúng không? Thuộc đoạn SA. Nếu mà A mà nhỏ hơn 1 thì mình sẽ suy ra ngay là gì? Là M ngoài ngoài đoạn SA. Ngoài đoạn SA. Minh họa như sau này, đây này. Đây là S, đây là A. Thì đây sẽ là M ở đây, đúng không? Còn trường hợp 2 là đây này. Đây là S. Đây là A. Thì đây sẽ là M. Các bạn công nhận với thầy không? Ok chưa nhỉ? Thầy đang xét là M thuộc cái TSA nhỉ? M chỉ thuộc TSA thôi. M thuộc TSA. Đang xét chỉ ở đấy thôi. Ok không? Thì thầy nhắc lại này. Chỉ cần biết 3 tỷ số thôi. Tỷ số cuối cùng mình sẽ tự suy ra được. Ok không nhỉ? Đấy. Chú ý thầy cái đấy nhá. Chỉ cần biết 3 tỷ số thôi. Tỷ số cuối cùng mình sẽ suy ra được. Vậy mình sẽ có ví dụ như sau. Ví dụ 3. Được chưa nhỉ? Ví dụ 3. Rồi. Thầy cho hình chóp S.ABCD. Có đấy là hình bình hành. Hình bình hành. Được chưa nhỉ? Rồi thầy gọi M là trung điểm của SB. Rồi. P thuộc SD sao cho là P thuộc SD sao cho là SD bằng 3 lần SN SP. Được chưa? Chấm mặt phẳng. Mặt phẳng AMP cắt SC tại N. Đó. Mặt phẳng ANP cắt SC tại N. Tính. Tính tỉ số V của S chấm AMNP trên V của S ABCD bằng bao nhiêu? Rồi. Để cho 2 phút chuẩn bị xem nào. Cái bài toán liên quan tiết diện một chút đấy. Được chưa nhỉ? Một chút tiết diện. Nào, tự tính như thế nào, thì ra bao nhiêu? Thế anh triển khai cho thầy nha.
Chưa ai ra. Các bạn đừng có xác định điểm Q một cách khó hiểu nha, đừng điểm Q, mình học cái này rồi mình phải tinh tế một chút. Cái điểm N ấy các bạn kéo dài các cạnh đúng không? Đấy, các bạn tinh tế một chút như sau này. Mình sẽ làm mẫu bài này. M là trung điểm 369. Đây sẽ là M. NP đâu? SD bằng 3SP rồi 46. Đây là P, ok. Mặt phẳng đây này, để chế biết vội. Đúng không? Bây giờ mình tìm điểm N ở đâu có gì? Các bạn nghe này. Các bạn nghe nhá. Mình mới đặt bất kỳ cho thầy. Công thức 1 luôn đúng nhá. Đặt cho thầy. A là cái gì? SA trên SA bằng 1, đúng không? B là gì nhỉ? SB trên SM bằng 2. Được chưa nhỉ? Bằng 2. C là cái SN, mình chưa biết N ở đâu nhá. C là SC trên SN. Mình chưa biết cái N ở đâu cả, hỏi chấm để nguyên. Còn D là SD trên SP bằng 3. Nào, từ công thức 1 nhá, công thức 1 mình có A cộng C bằng B cộng D. Các bạn dễ dàng suy ra được C là bao nhiêu? C sẽ là gì nhỉ? C bằng 2. C là mấy đây? C bằng 4. Đúng không? Thì vậy tức là suy ra ngay là SC CSN bằng mấy? Bằng 4. Vậy điểm N sẽ ở đâu? Điểm N nó sẽ ở đây. Đó, một cách xác định rất là hay, thiết diện. Ok không? Chính xác tuyệt đối luôn. Vì sao thầy lại có bài này? Bài này cẩn thận nhá, nếu mà N ở dưới, nếu mà N ở dưới nhá, N mà dưới SC ấy, thì nó chia khối chóp. Thiết diện mình sẽ là ngũ giác đấy, thì khi đó V mình sẽ khác hoàn toàn nhá, V sẽ khác hoàn toàn. Đến đây thì V nằm trên nhá, đúng với mô hình mình nhá, đúng mô hình rồi. Vậy khi đó áp dụng công thức 2 cho thầy. Đúng không? Mình có ngay là V của S của AMNV trên cho V của gì đây? S, A, B, C, D sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là tổng chia 4 tích sẽ là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 chia cho 4 2 x 3 x 4 trên tử là 10 và bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Bấm cho thầy máy tính nào. Trên tử là bao nhiêu đây? 3 phần 4 10 à? 3 sẽ sai. 5 phần 48. Ừ. Đấy, thấy cái này hay không? Tức là gì nhỉ? Khi biết ba tỉ số rồi nhá, mình sẽ suy ra tỉ số còn lại để biết chính xác cái điểm N nó sẽ nằm ở đâu. Nằm trên hay nằm dưới. Hiểu vấn đề không nhỉ? Chính xác điểm N nằm trên hay nằm dưới. Ok chưa? Vì sao thầy lại có bài toán này? Chú ý cho thầy này. Một cái chú ý nhỏ nha. Một chú ý nhỏ. Thì buổi sau thầy phải có bài này cơ. Thì bài này bài khó thì buổi sau thì đấy. Mình cứu thêm. Chú ý nhỏ này. Là nếu giả sử nếu N mà ngoài đoạn SC, ngoài đoạn SC cụ thể như thế này. S, đây là C, đây là N chẳng hạn. Đúng không? Tức là N sẽ ở dưới này. Giả sử vậy, đúng không nhỉ? Thì suy ra ngay là thiết diện nha, thiết diện là ngũ giác nha, là ngũ giác. Thì khi đó bài toán ý, tính V trên và V dưới nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Các bạn hiểu vấn đề không? Tính V trên và V dưới sẽ khác nhau ấy nha. Tức là khi đó thiết diện chia khối chóp thành hai nửa không? Một nửa chứa S và nửa không chứa S. Thì cái nửa chứa S ý, nó sẽ không phải là tổng trên bốn tích nữa. Nó sẽ khác. Thì bài toán này để buổi sau nhé. Buổi sau nghiên cứu. Buổi sau. Cái bài toán này là khó đấy. Nên là buổi sau thì sẽ nghiên cứu. Các bạn có thể
tự nghiên cứu trước ở nhà, tự vẽ mặt bài xem là làm như thế nào. Tôi sẽ gợi mở cho buổi hôm đấy. Cái này buổi sau mình nghiên cứu thêm. Ok chưa? Nhớ cho thầy nhá. Nên rất cẩn thận cho thầy. Bài toán ghi viết trước 3 tỷ lệ. Rất cẩn thận cho thầy. Ta mắc gì ví dụ 3 không? Công thức quen chưa? Áp dụng công thức quen chưa mấy đứa? Ánh chi quen hết chưa? Hưng đề 3 thì vấn đề gì không? Công thức vấn đề gì không nhỉ? Mình đã quen hết công thức chưa? Rồi. Thế bây giờ nhá. Để sang ví dụ tiếp theo này. Ví dụ 4. Liên quan một chút thiết diện nhá. Xem mình có đọc ở nhà hay không. Là cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Được chưa nhỉ? Gọi M là trung điểm của SC chấm mặt phẳng alpha chứa AM và song song với BD cắt SB SD tại EF. Được chưa nhỉ? Câu hỏi của thầy này. Tính V. V chữ S. V của S chấm A. A gì đây? A E M S chia cho V 6 điểm. A B C D M E F. Tức là V trên V dưới đấy. Chia hai nửa đúng không? Bằng bao nhiêu? Tính V trên là V dưới. Chúng ta thấy nhắc lại lý thuyết ở đây thiết diện nha. Thầy có dặn mấy đứa đọc lại thiết diện phần này rồi đấy, không biết có đọc không? Rồi, chứa AM và song song. Nào, thiết diện mình tìm kiểu gì đây? Nào, phải nhắc lại một chút nhé. Thiết diện song song này, thiết diện song song đúng không? Là gì nhỉ? Là mình phải kẻ đúng không? Kẻ song song với đường với BD. Nhưng mà còn nhớ thầy dạy không nhỉ? Là phải ép nó vào bằng phẳng không? Định lý chính của nó này, đấy là nếu A thuộc alpha, B thuộc beta, A song song với B, alpha giao beta bằng D, thì mình sẽ có ngay là gì nhỉ? Có ngay là gì? Là A song song với B, song song với D. Tức là giao tuyến phải song song với hai cái đường kia. Thì bây giờ nhá,
mình muốn kẻ một cái đường song song BD đúng không? Thì nhìn cho thầy này, mình mà kẻ từ A ấy, mình kẻ từ A thì sẽ hơi khó làm. Kẻ từ A đúng không? Cắt tại hai điểm ấy, ngày xưa mình làm đấy, nhưng mà thôi, mình tinh tế một chút, để một chút nha. Thầy gọi ra điểm là O này, đúng không? Thầy nối S với O vào, nối S O vào, nghe kỹ sẽ diện nhá. Nối S O cắt đây tại Y, đúng không? Qua Y thầy kẻ một đường song song với BD, ok không nhỉ? Qua Y thầy kẻ một đường song song với BD. Để kẻ tương đối thôi nhé. Đó, đây sẽ là E, đây sẽ là F, đúng không? Mình sẽ gọi Y này, trình bày chậm này, Y bằng SO giao với cả BD. Thì kẻ EF luôn, qua Y và song song với BD. Vì sao thì kẻ được như thế? Vì sao nhỉ? Và song song. Vì sao thầy kể điều đây? Vì Y của mình ấy, Y của mình thuộc SBD chưa? Nên là Y và BD cùng thuộc SBD không? Kể được, đúng không nhỉ? Vậy khi đó nhá, vậy gọi dễ dàng suy ra ngay. Mình sẽ suy ra ngay tỉ số như sau này. Là cái SE trên SB phải bằng SS trên SD. Cái này là Thales, đúng không? Nên suy ra ngay là gì nhỉ? Lộn lại cho thầy, lộn lại cho thầy. Tức là SB trên SE nó sẽ bằng SD trên SF. Lộn lại thôi, chuẩn chưa? Bài toán này lại đơn giản rồi đúng không? Lại đặt gì nhỉ? Lại đặt cho thầy. Đặt A là SA trên SA. Thầy viết chậm cho mày được quen đi nhá. Rồi, B là SB trên SE. C là SC trên SM bằng 2 luôn. Còn D là SD trên SF. Đúng không? Nhận xét ngay. Nhận xét là mình có B bằng D. Chuẩn chưa? Vì có sao? Có sao? Vì sao? Đúng không? Nên công thức 1 là mình có A cộng C bằng B cộng D. Dễ dàng mình chia là 2B bằng mấy? Bằng 3. Vậy chia B bằng bao nhiêu? B sẽ bằng 3/2. Chuẩn chưa? Vậy mình có ngay áp dụng công thức. Thầy sẽ tính gián tiếp nhé. Gián tiếp này, mình có V của S, A, E, M, S đúng không? Trên cho V của S, A, B, C, D. Đấy. Áp dụng công thức nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng là tổng chia 4 tích nó sẽ là 1 cộng 3/2 cộng 2 cộng 3/2. Chia cho gì nhỉ? 4 nhân 1 nhân 3/2 nhân 2 nhân 3/2 bằng bao nhiêu? Thay số bằng bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Trên là 6 1/3. À, tức là V trên chia V to 1/3, vậy chia ngay là V còn lại V dưới. V dưới là A, B, C, D, M, E, F trên cho V dưới sẽ là 2/3. Tức là trên là một phần không? Trên là một phần. Trên là một phần. Đúng không nhỉ? Dưới sẽ là mấy phần? Trên một phần. Dưới sẽ là 2 phần. Vậy kết quả là bao nhiêu mấy đứa nhỉ? Đã. Vậy suy ra ngay. V của S A M A E M S trên cho V của A B C D M E F sẽ là 1/2. Ok không? Trên 1 phần, dưới 2 phần, vậy tổng sẽ là 3 phần.
Mày đã ok chưa? Nhớ lại thiết diện song song nhá. Phần này có khó thì mà có khó là do là quên sắp thiết diện rồi. Chứ bài toán này bài toán cơ bản. Thì nhá. Xem đi, thắc mắc chỗ nào hỏi thầy nhá. Thầy ơi, cái chỗ y ạ. Xem này có thắc mắc chỗ nào không? Hỏi luôn. Thầy ơi, em thắc mắc cái chỗ y. Thầy ghi là y bằng SO giao với BD ạ. À? À, thì sorry. Nhầm, thì ghi nhầm là SO ra với gì nhỉ? Với cả AM. Sorry nhá, SO ra AM. SO ra AM. Về cái thiết diện còn thắc mắc gì không nhỉ? Cái khó bài này chỉ là thiết diện thôi đúng không, còn lại là cơ bản rồi, các bạn làm được ngay được chưa? Dung thắc mắc gì không về thiết diện? Cứ xem đi nhá, chưa chưa Không hiểu, ạ. chưa hiểu rõ làm đâu. Bài sau tương tự phải làm được đấy. Mấy cái link. Mấy link thắc mắc gì không? Hiểu ạ. Phương. Chốt lại phần này nhá, là mình phải suy ra được cái này này, quan trọng chỗ này này. Suy ra được cái này cho thầy. Là SD bằng cái này. Đó. Đây cái song song. Có quên thì xem lại tiết diện song song cho thầy nhá. Tự giác xem lại. Nốt ví dụ 5 nào. Để phần này đi. Ví dụ 5. Là thầy cho hình cho CD S.ABCD. Có đáy là hình bình hành. Đúng không nhỉ? Thầy gọi gọi M thuộc SC sao cho là SM trên SC bằng K. Ở đây là không nhỏ hơn K, K nhỏ hơn 1. Tức là ý của thầy là gì đấy? Là M thuộc đoạn SC nhá, là SC. Được chưa nhỉ? Mặt phẳng alpha chứa AM. Cắt SB tương tự bài trước thôi. Tại E các bạn dùng bài trước cũng được. Rồi tìm K. Rồi ok. Và chia khối chóp, khối chóp thành hai nửa có thể tích bằng nhau. Bằng nhau. Rồi câu hỏi là tìm K. Đó. Nào dùng hình bài trước mà làm. Thầy cho 3 phút chuẩn bị cho thầy. Chia thành hai nửa bằng nhau. Tư duy một chút xem nào. Thầy cho 3 phút chuẩn bị. Xong rồi bật ra. Xong rồi chắc phải nhóm. À bao nhiêu.
Dùng cái hình trên nhá. Trình bày tương tự thôi, thiết diện tương tự. Mày cắt luôn hình trên cho mình là xuống. Hỏi ra chưa? Có. Ơ. Phải chưa xong không? Sorry nhé. Dơ xuống trên. Như thầy giải thiết này. Để như thiếu đấy. Và xong xong BD nhé. Sorry mày được. Để như thiếu giải thiết một chút. Không cho song song vẫn được nhưng mà phải thêm dữ kiện cho song song nó dễ hơn. Bổ sung cho thầy giả thiết là song song BD nhé, hình giống bài trước thôi, không có gì cả. Tính toán cho thầy nào, ra bao nhiêu? Nào, cùng đọc với thầy nhá. Cùng làm với thầy nào. Nguyên à? Nguyên. Đặt đi nhà. Nguyên nào? Bật mic lên, không phải chờ vào mic. Học nghiêm túc một chút vào, bật mic lên. Đó. Đặt A là gì? Đặt A. Trời ơi. Từ bấy giờ mày không học à? Ủa? Em chưa học được. Mấy chữ đầu chưa hiểu à? Nó bảo ngay rồi là không hiểu phải hỏi ngay. Chứ càng để sau càng cộng dồn. Mày như kiểu mày không nghe ấy. Mấy đứa này nói rất là như thế rồi, không hiểu bật mic hỏi ngay, không phải ngại cái gì cả. Mà cũng không hỏi một cái gì, bây giờ hỏi đặt A là cái gì không biết. Ok, em chưa đọc được. Nhắc đi nhắc lại rồi. Mà nhìn lại công thức đầu tiên đi. Học cái này thì ai dạy được. Ngồi học tập trung vào. Không phải vừa chơi đâu. Nhìn công thức này, A là cái gì đây em? A, B, C, D này, công thức đây này. Thầy học thật, từ bấy giờ mày không học đấy. Hả? Bố học đấy. Nhưng mày đang nghe cái gì đấy, học cái gì? Học mới trả hành. Giờ mới đặt A cái gì nữa. A S O S A J A. Học nghiêm túc vào nhá, tránh mất thời gian cả lớp. B bằng gì? B bằng S B J S A. C là gì? C bằng S M S C J M.
Còn D là cái gì? D là F. D trên F. Nhận xét ngay. Có cái gì bằng cái gì nhỉ? A. B. D bằng D. D. Giống câu trước là vì sao? Vì không xong đúng không? C bằng mấy? Cụ thể C bằng mấy luôn? Nó cho bằng K rồi C là mấy nhỉ? Nào, công thức 1 cho mình cái gì? Cho mình A cộng C bằng B cộng D. Vậy rút ra cho thầy 2B bằng gì? Bằng 1 cộng 1 trên K. Vậy B bằng gì nhỉ? B bằng 1 cộng 1 trên 2. 1 phần 2 cộng 1 trên 2K. Rồi vậy áp dụng công thức 2. Nhớ nhá, đọc kỹ đề này. Là nó chia cấu trúc thành hai đường bằng nhau đúng không? Tức là mình có V của S A, E, M, S chia cho V của S A, B, C, D bằng bao nhiêu? Theo giả thiết bằng bao nhiêu luôn? Hai nửa bằng nhau thì vậy nửa trên chia nửa to sẽ bằng bao nhiêu? Bằng một. Sao thành tư duy kém ấy nhỉ? Bây giờ một cái bánh mà cắt thành hai nửa bằng nhau. Đúng không? Thì mỗi nửa sẽ chiếm bao nhiêu cái bánh? 1/2 cái bánh chứ bằng cái gì nữa? Hiểu vấn đề không? Mở công thức, áp dụng công thức nào. V này trên tổng trên bốn tích không? Thế là gì? Tổng đâu, thay số vào thôi. Thế là 1 này. Cộng B đâu? Cộng B. Thế là 2 lần của 1/2. Có hiểu 2 ở đâu không? Rút ra. Vì B bằng D. Cộng C là 1 trên K. Mẫu đây là gì? Trên 4 nhân 1 nên 1 trên K. Đúng không? Rút gọn cái này bằng cái gì? Nào rút gọn nào. Quan trọng bước rút gọn này này. K1 như chưa đúng lắm đâu. K1 như hơi sai đấy. Bài này nhớ ra cái khác. Rút gọn nào, trên tử sẽ là gì? Trên tử sẽ là 2 cộng 2 trên K. Dưới mẫu sẽ là gì? 1 trên K nhân với cả 1 cộng 1 trên K tất cả bình. Các bạn tự rút gọn nha. Để cho đơn giản nhá, để cho đơn giản mình sẽ đặt phần U đi. Đặt U ở 1 trên K dễ nhìn nhá. Được không? Dễ nhìn hơn chưa? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng là vậy tương đương ngay là 1/2 sẽ bằng là 2 cộng 2 U trên cho U nhân 1 cộng U. Tất cả bình. Được chưa nhỉ? Rồi. Đến đây quy ông lên cho thầy là sẽ là U này bằng 2 nhân với 2 cộng 2 U. Đúng không? Các bạn ra U bằng 1 à? U bằng 1 thì sẽ sai nhỉ? Nào biến đổi cho thầy nào. Sẽ là U này nhân với cả U bình cộng 2 U cộng 1. Thầy ơi, thầy tách thầy hai ra ngoài ạ thì triệt được 1 cộng U luôn. Ừ đúng rồi. Rồi chỗ này sẽ là gì nhỉ? U này nhân 1 cộng U bình này sẽ bằng 4 này nhân 1 cộng U không? Ừ. Mình chia cái về cho 1 cộng U đi. Sẽ là U nhân 1 cộng U bằng mấy? Bằng 4. Tương đương là U bình
Cộng u trừ 4 bằng 0. Nhớ u dương nhá, u bằng bao nhiêu? Mình chỉ lấy u bằng 1 trừ 1 cộng căn 17 trên 2 thôi. Ok chưa? Mình đã xem còn sai sót nào không? Đấy. MK là một trên u, vậy K là bao nhiêu? Chia K sẽ bao nhiêu nhỉ? Sẽ là 2 trên cho trừ 1 cộng căn 17. Đó. Mình đã xem có sai chỗ nào không nhỉ? Nhìn qua xem nào, xem có sai chỗ nào không? Về cơ bản bài toán này không khó, các bạn chú ý một chút vào. Công thức rồi, có sẵn rồi. Trong quá trình học cũng không hiểu, hỏi ngay. Mình không hiểu thì các đứa khác cũng có thể không hiểu, nên là cứ hỏi. Quyền lợi là như nhau, tội gì. Giờ bảo em chưa loát được. Mới đưa ra cam cộng trừ 1 xem lại cho thầy nhé, xem sai thế nào không. Đấy. Để cho thầy một chút thôi. Phụng ok chứ, nghe hiểu không? Tức là ý tưởng bài này đơn giản, đó là mình sẽ tìm A, B, C, D theo K, đúng không nhỉ? Rồi mình áp dụng theo công thức. Nó không có gì khó khăn cả. Được chưa? Đấy. Về nhà trong phiếu rất nhiều bài của này đấy. Thao mà làm nhá. Để mình sang phần khác. Ok không mấy đứa? Tổng trên 4 tích do. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ sang định lý tiếp theo này, bổ đề tiếp theo này. Để mình sang bài toán tiếp theo. Phần nửa sau khó nhá, nên chịu nghe một chút. Là định lý Mele-Lovitz. Định lý Mele. Mele-Lovitz đâu. Các bạn đọc tắt thế này thôi. Cái Mele đâu. Định lý Mele-Lovitz. Tức là định lý này này là áp dụng cho ba điểm thẳng A. Tức là thể cho tam giác ABC. ABC. Các bạn nhìn vẽ cho thầy nha. Tam giác ABC. ABC. Ba điểm thẳng hàng là MNP. MNP. Được chưa? Nhớ nhá, ba điểm thẳng hàng nhìn rõ cái chỉ đề bạn. Thì khi đó ngay là mình có MNP thẳng hàng. Thẳng hàng. Khi và chỉ khi như sau này. Khi và chỉ khi là gì? Nghe cách nhớ nhá, để nhìn qua thì hơi khó nhớ đấy, nhưng mà có cách nhớ như sau này. Bao giờ các điểm mới, mình có ba điểm mới nhá, ba điểm mới là MNP. Ba điểm mới là MNP. Được chưa? Tức là ba điểm thẳng hàng mình chọn là MNP làm trung tâm. Bao giờ làm trung tâm nhá? Thì mình có này. MA. M là trung tâm mà. MA, M thuộc cạnh AB đúng không? M thuộc cạnh AB mình phải lấy MA chia MB. Là xuất phát nhá, xuất phát. Các bạn nhớ ra như sau thôi. Nhìn này, P ở dưới mẫu, P ở dưới mẫu thì phải có P trên tử. B ở dưới mẫu thì phải có B trên tử. Tức là nhân với PP trên PC. Tiếp tục. C ở dưới mẫu thì phải có C trên tử. Tức là C gì nhỉ mấy đứa nhỉ? C gì nhỉ? CN trên cho NA. Đã. Tích này bằng 1. Nhớ công thức nha. Ok không? Tích bằng 1.
cách nhớ, hiểu cách nhớ chưa? Để nói lại này, cái M là trung tâm nhá, 3 điểm mới, 3 điểm thẳng hàng là trung tâm. Được chưa? Thì mình có như sau này, MA trên MB, hoặc các bạn có thể lấy MB trên MA tùy. Cứ cái B ở dưới mẫu nhá, B ở dưới mẫu thì phải có B trên tử. Được chưa nhỉ? B trên tử chỉ còn lại là PP trên PC thôi. Ok không? Tương tự, C dưới mẫu thì phải có C trên tử. Thì tức là chỉ còn NC trên NA. Các bạn chia tiêu nhau này, cứ thế chia tiêu nhau là được. Hiểu vấn đề không? Tích bằng 1. Dung hiểu không nhỉ? Có ạ. À, thì bây giờ Dung để mic đấy nha. Nó áp dụng cho thầy nào. Để áp dụng cho thầy. Nếu thầy chọn cái đầu tiên thì sao? Đấy thầy chọn là cái NA trên NC trước đầu tiên thì sao? Thì em sẽ nhân được cái gì? Nào, cứ nghĩ đi, cứ nhìn đi. NA nhân NC thì nhân được cái gì? NA nhân NC thì nhân với C dưới mẫu. Trên đúng rồi. PB ạ. Chuẩn rồi, tiếp tục nhân cái gì? Nhân với MB nhân MA. Tốt. Bằng mấy? Bằng 1 ạ. Hiểu chưa? Hai cái giang thì Hậu hiểu không? Ba đứa hiểu không? Hiểu quy tắc nhớ chưa? Tức là một điểm dưới mẫu B dưới mẫu thì phải có B trên trên tử. Mấy đứa ok không nhỉ? Để áp dụng. Nào, thì cho ví dụ nhanh nhé. Ví dụ nhanh phần này thì nó dễ thôi. Ví dụ nhanh. Là thầy cho tam giác ABC. Tam giác ABC. Được chưa nhỉ? Rồi, M là trung điểm của AP. Rồi, N thuộc AC sao cho là AN bằng 3 lần NC chấm K bằng BC giao với cả MN. Rồi câu hỏi của thầy là tính tỉ số BC trên BK. Nào, áp dụng nhanh con thầy nào. Và là xong rồi chat cho nhóm nha thầy. Áp dụng nhanh. Có cái ví này rồi thì các bạn phải kể song song nữa. Hồi lớp 11 thầy dạy mấy đứa bài thi dạy song song ấy là phải kể song song đúng không? Kể đứng phụ. Nhưng mà có cái này rồi thì thôi, mình áp dụng luôn cái này. Trắc nghiệm mà. Áp dụng ngay. Ra bao nhiêu mấy đứa? Nào, Thảo D3 giúp thầy nào. Thảo D3 giúp thầy này. Vẽ minh họa ra đây cho em dễ nhìn. Nào, Thảo đây ba đâu? Một mình đây nha thầy. Hiểu hiểu cái kia chưa đã? Hiểu cái lý chưa đã? Nào, bây giờ mình có MA trên MB
Kiểu nhân là cái gì nhỉ? Cho mic gần vào miệng đi, cho dù nói to chút để không nghe rõ. Nghe chưa? Rồi, rõ rồi đấy. MA trên MB nhân là cái gì? B dưới mẫu, B trên tử. Sao bé nhỉ? Chẳng nghe gì? Chụp trần đấy. Nhân mấy cái gì nhỉ? BC trên CK. Không phải BC trên CK, em nhầm rồi. Cái K bao giờ cũng phải là trung tâm. 3 điểm mới của mình là 3 điểm MNP. Thì K bao giờ cũng phải trung tâm, phải là K gì? KB trên cho K, KC. Em hiểu không? 3 điểm mới bao giờ là làm gốc nha. 3 điểm mới của mình bao giờ cũng phải làm cái gốc. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tiếp tục nhân cái gì đấy nhỉ? Thảo nhỉ? Cái cuối cùng. NC trên NA bằng 1. Nào, áp dụng số vào. MA trên MB là bao nhiêu? M là trung điểm. Vậy cái này là 1 này. KB trên KC thì để nguyên này. Đúng không? NC trên NA. Thằng này 3 phần, thằng này 1 phần đúng không? Vậy cái này sẽ bằng 1 phần 3. Đúng không nhỉ? Bằng 1. Vậy rút ra cho thầy. KB trên KC bằng 3. Tức là KB là 3 phần đúng không? Thằng này nghe này. Cái này chuẩn bị dùng nhiều ấy nhá. KB là 3 phần thì KC sẽ là mấy phần? KC là 1 phần. Vậy thằng này sẽ là 2 phần. Mở câu hỏi của thầy là gì nhỉ? BC trên BK. Vậy mình có ngay BC trên BK sẽ bằng là 2 phần 3. Các bạn hiểu không đấy? Quen cái kiểu chia phần đấy nhá. Phần phần ấy rất là khó đấy. Phải là 2 phần 3 nha mấy đứa nha. BC trên BK là 2 phần 3. Ok chứ mấy đứa? Nam ok không? Rồi. Một áp dụng nhỏ thôi để bài sau của mình ý. Mình sẽ khó đấy nha. Bài sau tuyệt đối khó đấy. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ sẽ đi vào ví dụ 6 nè. Ví dụ 6 cho như sau. Hơi khó một chút nha. Các bạn chép đề cho thầy. Đây thì cắt cái ảnh luôn cho dễ nhìn. Nào, ví dụ 6 ở đây. Nhìn được chữ không? Cho từ diện ABCD này, gọi MNP thuộc các cạnh BC, BD và AC. Đấy, như hình vẽ đấy. Được chưa nhỉ? Các bạn chép đề cho thầy vẽ hình luôn nha. Bài này là phải xác định tiết diện đấy. Rồi cho 2 phút hoàn thiện đề và vẽ hình rồi đấy. 2 phút.
Các bạn đừng vẽ cái DK vào nhá. DK là nó tính cách khác đấy. Các bạn đừng vẽ DK. Vẽ thì đúng tiết diện của nó thôi. Tức là nối dài cái PQ à, cái MN ấy. Nối dài cái MN cắt CD tại E. Rồi EP cắt AD tại Q. Điểm K bỏ đi cho thầy nhá. Cắt bỏ điểm K đi. Xong hình vẽ chắc thì ok nhá, thầy giảng. Xong chưa mày đứa? Nào các bạn nghe này. Mặt phẳng MNPQ đúng không? Mặt phẳng MNPQ có phải chia khối chóp thành hai nửa không? Khối chóp của mình là ABCD nhá. Có phải chia khối chóp thành hai nửa không? Một nửa chứa A và một nửa không chứa A. Thầy gọi nhá, thầy gọi V1. V1 là V chứa A nhé. V chứa A. Có được không? V2 là bằng V không chứa A. Có hiểu với thầy không đây mấy đứa? Cho nó dễ gọi nhé. V1 là V chứa A. Còn V to, V của A, B, C, D. Cho nó dễ nhìn. Có được không nhỉ? Đỡ phải viết nhiều nhá. Thầy quý các ký hiệu này cho đỡ phải viết nhiều. Ok chưa? Nói các bạn chú ý với thầy này. Nếu bạn là chia thành hai nửa không? V1 và V2. Người ta hỏi là V1 trên V2 bằng bao nhiêu? Hoặc là V2 trên V1. Ở đây nó không nói rõ đúng không? Không nói rõ V nào cả. Rồi. Bây giờ câu hỏi đầu tiên của thầy này. Phần tiết diện ok không? Có hiểu điểm N xác định của nó không? Điểm Q ấy. Phần tiết diện mày nó ok không đã? Có ai thắc mắc gì không? Cách xác định điểm Q của họ có ai thắc mắc gì không nhỉ? Cho mình vẽ có sẵn. Thắc mắc gì hỏi luôn nhá, để giải thích luôn. Thắc mắc gì không mấy đứa? Về phần tiết diện. Bọn này học chả tương tác gì à? Có hay không phải nói một câu chứ bọn này. Coi như là không nhá. Nào, các bạn nghe này. Bây giờ sẽ tính V2 trước. Tính V2. Các bạn để cho thầy nhá. V2 này. V2. Cách 1 này, thì sẽ tính V2 này. Cách 1 trước. Là V2 của thầy nhá. Phân tích giải toán này. V2 của thầy nó sẽ bằng là V hình chóp có đỉnh là E chấm CMP trừ đi hình chóp V có đỉnh là E đáy là NQD. Có hiểu không? Các em có hiểu không đã? Phương A3 cái này có hiểu không? Có hiểu cách trừ này không? Ok nhá, tức là có hiểu không đấy nhỉ? Đây này, V2, cái V tạo bởi 6 điểm là gì? MN, CD và PQ không? Có bằng V này, đỉnh là E, đấy là MNC, à MPC, trừ đi V đỉnh là E. Đấy là gì nhỉ? Đấy là NQP. Các bạn ok chưa? Nhìn hình vẽ. À bây giờ nhá. Nhưng mà để ý cho thầy này là hai thằng V này nó có tỷ lệ đấy. Cụ thể tỷ lệ nó là cái gì? Là V của E đỉnh và E đấy là NQD trên cho V đỉnh là E. Đấy là CMP. Nó chính bằng cái gì nhỉ? Chính bằng là ED trên EC. Nghe kỹ bài này hơi khó nhá. Nhân với cả EQ trên EP.
nhân với cả n trên m. Ok chưa? Được không nhỉ? Mày đều ok không? Bây giờ ấy, nghe này. Mục tiêu của mình là gì? Là phải tính được ba cái tỷ số này. Đúng không? Ok chưa? Đấy, 3 tỷ số đấy. Nào bây giờ mình sẽ tính từng cái một này. Mình sẽ dùng định lý Menelau thôi. Bây giờ nhá, mình sẽ có cái gì rồi? Mình có... Mình chưa có cái gì cả. Mình phải tính ED. Bài này hơi khó này, hơi dài đấy. Mình tính ED trên EC trước nhá. Tính ED trên EC trước nào. Đầu tiên này. Đầu tiên nhá, mình có này. Thầy muốn tính ED trên EC đúng không? Mình lập luôn tỷ số đi. 3 điểm là gì nhỉ? Nhớ thầy 3 điểm. Tam giác BCD nhá, áp dụng tam giác. Nào. Tam giác thì ghi chậm ra đây này. Tam giác BCD với MNE thẳng hàng. NE thẳng hàng. Ok chưa? Áp dụng nhá, nó sẽ là gì nhỉ? ED này trên EC nhân với cả gì nhỉ? C dưới mẫu phải có C nhân tử nhân với cả MC trên MB nhân với cả cái NB trên ND bằng 1. Nào, tương đương gì đây? ED trên EC để nguyên này. Đúng không? Nhân với gì? M nó bảo gì đây nhỉ? BC trên 4 phần không? BC trên 4 phần. MB là 1 phần chưa? Đây là giả thiết đây này. Đúng không? Vậy MC trên MB nó sẽ là 3. Đúng không? Nhân với cả gì đây? Tiếp tục nào. NB trên ND. N đâu? BD chia làm mấy phần nhỉ? Chia làm 3 phần. À, chia làm 2 phần. Thì BN chỉ một nửa không? Vậy tức là cái này bằng 1. Bằng 1 chưa? Vậy suy ra cho thầy ED trên EC là bao nhiêu nhỉ? Cái 5.3. Xong một cái nhá. Theo dõi kỹ vào, hơi khó một chút đấy. Ok chưa? Có tỷ số rồi. Ok không nhỉ? Đấy. Xong một cái nhá. Mình cần tính cái gì nữa? Mình sẽ tính cái tiếp theo là cái EQ trên EP. Nào bây giờ muốn tính được EQ trên EP, mình áp dụng cái gì nhỉ? Áp dụng tam giác nào? Đối với mình đã biết. Muốn tính EQ trên EP, áp dụng tam giác nào? ACD. Đúng rồi, mình sẽ áp dụng tam giác ACD. Tam giác ACD với 3 điểm là thẳng hàng nhỉ? Với 3 điểm nào? 3 điểm là gì đây? P, Q và E thẳng hàng. Hiểu không? P, Q, E thẳng hàng. Được chưa? Thì mình có này. Mình có cái thằng EQ. EQ trên EP. Nhân với gì nhỉ? EQP ở dưới mẫu. À, sorry. EQ trên EP, đúng rồi. ACD nhưng mà 3 điểm thẳng hàng hợp lý một chút nào. ACD, EQ trên EP. Không phải tam giác ACD đâu, ACD là tam giác sai đấy. Nào nghĩ thêm cho thầy tam giác nào đi. Nào, mình muốn tính tỷ số EQ trên EP, đúng không? Mình sẽ áp dụng tam giác nào cho ba điểm thẳng hàng? Muốn biết áp dụng tam giác nào mình xem là mình đã có những tỷ số nào rồi. Tỷ số nào rồi. Nào. ACD nhé. Thì PQE thẳng hàng. Ok. Mình không dùng được cái này đúng không? Nếu có dùng ý, thì mình sẽ dùng cái tam giác gì? Tam giác gì nhỉ? ECP. ECP. Đấy. ECP, nhưng mà ECP nhá,
ECP nào. ECP mình sẽ đổi thành tam giác gì đây nhỉ? ECP. ECP. Với ba điểm nào thẳng hàng nhỉ mấy đứa nhỉ? Với ba điểm nào thẳng hàng? Ba điểm nào? Ba điểm nào thẳng hàng đây? D, Q và A. B, Q và A. Bài này hơi lú một chút đấy nhá, B, Q và A. Được chưa nhỉ? Nào, áp dụng nhá, mình sẽ có này. E, Q trên EP nhân với gì nhỉ? P nhớ là ba tam giác ACP ba điểm BQD nhá. BQA thẳng hàng nào. P dưới mẫu phải P trên tử nhân với cả AP trên AC. Rồi nhân với gì đây nhỉ? Nhân với cả A dưới C dưới mẫu phải có C trên tử nhân với cả DC trên DE bằng 1. Nào thay số vào nào. EQ trên EP này. Ok. EQ trên EP mình chưa biết. Đúng không? Cái đang tính. AP trên AC có chưa? Là P ở đâu? AC bằng 3AB tức là AC một phần. Đúng không nhỉ? AC một phần. AP một phần thì AC là 3 phần không? Vậy AP trên AC là 1 phần 3. 1 phần 3. Chú ý nghe nhá, hơi khó đấy. Nhân cái gì đấy nhỉ? Nhân cái này là cái gì? Cái DC trên E. DC trên E mình vừa tính rồi. Đây. Bài trước đúng không? Các bạn hiểu cho thầy này. Cả EC là bao mấy phần? Cả EC là 3 phần. ED 1 phần không? ED 1 phần. Thì CD nó sẽ là 2 phần. Chuẩn chưa? Vậy DC trên E là bao nhiêu? Nó sẽ là 2. Bằng 1. Vậy mình rút ra ngay cho thầy là EQ trên EP bằng mấy? Bằng 3 phần 2. Ok chưa? Có hiểu không đã? EQ. Sao EQ trên EP 3 phần 2 được nhỉ? Thầy thấy nó cứ sai sai ấy. Nó phải nhỏ hơn 1 mà. EC 3 phần. ED 1 phần thì cái này 2 phần. DC trên cho D. DE. Từ đây này cứ sai sai nhỉ. EQ trên EP là 3 phần 2. Cái này sẽ nhỏ hơn 1 mà. Mới đây theo dõi cùng thầy nè. Xem tỉ số đúng chưa đã. EQ này trên EP này. Nhân cả AP trên AC này. Đúng rồi này. AP trên AC 1 phần 3 này. Nhân với cả DC trên DE này. Được chưa nhỉ? Sao cái này ra 1 được nhỉ? Là sao ra 3 phần 2 nhỉ? Nhìn hình vẽ thì EQ phải nhỏ EP rồi. Ok, tính sau nhé, tính toán sau nhé. Để tính ra sau đi. Nào, tiếp tục nào. Mình có tiếp cái tỉ số cuối cùng nhé. Tỉ số cuối cùng là M trên N. M trên N thì mình ép tam giác nào mới được nhỉ? Mình sẽ ép tam giác nào để tính được M trên N. Đố mới được biết. Ép vào tam giác nào đây? Ừ. À đúng rồi. Trên tờ dài thì lag quá rồi. Sorry mấy đứa nhá. Cái ba điểm thẳng hàng phải là gốc, ba điểm thẳng hàng phải là gốc nha. Thầy đang chú tâm vào cái này quá. Nào. Muốn tính được cái EQCD thì tính cái này trước đi, để tính cái. Sorry Nam nhìn đúng đấy, thầy với thầy làm nhầm đấy. Thầy sẽ dùng cái khác nhá, thầy dùng cái QE này. Thầy sorry mấy đứa nhá. QE trên QB trước. Nhân với gì nhỉ? Nhân với cả AP trên cho AC. Đúng không? Nhân với gì nhỉ? Nhân với cả cái DC trên DE.
sorry nhé, ba điểm thẳng hàng trung tâm làm gốc đấy, tức là mình có QE này trên QP nhân với gì nhỉ, AP trên AP vừa đã là 1/3 này, nhân với cả 2 này bằng 1 đúng không, vậy mình có QE trên QP bằng 3/2. QE trên QP 3/2 tức là gì nhỉ, tức là thằng này này, thằng này là 3 phần, QE sẽ là 3 phần, QP sẽ là mấy phần, sẽ là 2 phần. Vậy tổng đoạn PE sẽ là 35 phần không? Vậy mình suy ra ngay, suy ra ngay cho thầy là cái EQ trên EP đúng không nhỉ, EQ trên EP sẽ là 3/5. Ok đúng rồi đó. Tiếp tục nào, muốn tính được cái tỷ số EM trên N không? EM trên N thì mình phải áp dụng tam giác gì nhỉ? Tam giác gì đây? EMC. EMC với gì nhỉ? Với MNE thẳng hàng. EMC với MNP thẳng hàng. PND thẳng hàng. Ok không? Nhưng mà nếu mà tính trực tiếp ấy, tính trực tiếp cái N trên M không được. Vì sao? Vì điểm E không phải điểm trung tâm đúng không? Không phải điểm thẳng hàng. Thì mình sẽ dùng cái tỷ số gì đây? NE trên NM. Đúng không nhỉ? Nhân với cái gì? NE trên NM này. Nhân với gì đây? Nào, một đứa đọc cho thầy nào. Nào. Khánh Linh nè, NE trên NM thì nhân với cái gì nhỉ? Xem có hiểu được bài không? NE trên NM thì nhân với cái gì? Nhớ tam giác là EMC với 3 điểm DN, BN, D thẳng hàng. Nhân với gì nhỉ? À, bài này hơi lú một tí đấy, bài này hơi dài đấy, bài thế thi bài này cũng phải 3-4 phút mới xong cơ. Nào, M dưới mẫu nhé, nhìn cho kỹ này, M dưới mẫu đúng không, thì phải có M trên tử phải nhân với cả BM trên cho BC không, nhân tiếp cái gì nhỉ, nhân tiếp cái gì, C dưới mẫu phải C trên tử thì phải nhân với cả D, DC trên D. Ok không? DC trên D. EMC mà BND thẳng hàng bằng 1. Nào, thay số cho thầy là, tức là có NE trên cho NM đúng không? Nhân với gì nhỉ? BM trên BC nhá. BM trên BC bằng cái gì? Đó là 1/4. Đúng không? Cái này nhân với 2 bằng 1. Vậy suy ra ngay là NE trên cho NM bằng 2/2, tức là NE của em chiếm 2 phần đúng không nhỉ, NM em chiếm 1 phần, công nhận không? Thì vậy suy ra ngay cho thầy cái chỉ số cần tính là N trên cho M, đó nó sẽ là 2/3. Ok không? 2/1 phần mà 2/3. Rồi bây giờ mình có ngay nhá. Vậy suy ra áp dụng sao? Từ sao đúng không? Từ công thức sao? Thầy mình ơi. Suy ra sao? Sao cơ? DE, BC trên DE không phải bằng 2. Bằng 2/3 chứ ạ. DC trên DE mà. Cái chỗ. ED à. Trên EC bằng 1/3. ED trên EC là 1/3. Ừ đúng rồi. Thế tức là cả EC em chia làm 3 phần không? Thì CD phải chiếm 2 phần chứ. Đúng rồi, thì DC trên DE là 2 bằng gì? Đúng không Ngọc? Đây này, cái này đúng không? Em nhầm. Rồi, thầy ghi hẳn rõ 21 đây rồi. Ok nhá. Nào, từ xa mình có nghe là V của gì đây? V của cái E
N Y P chia cho V của E chấm C M P sẽ bằng gì nhỉ? Thay số vào nó sẽ là 1/3 này, đúng không? Nhân 3/5 này, nhân với cả 2/3 này, kết quả là bao nhiêu nhỉ? Sẽ là 2/15. Vậy suy ra ngay nhá, V V2 đúng không? V2 sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là V của cái E CMP trừ đi 2/15 V của E CMP bằng gì nhỉ? Bằng 13/15 V của E CMP. Đấy, 13/15. Nhưng mà nghe nhá, đây là cái V2 của thầy ấy. Mà thấy khó này, các bạn nghe xong đã. Cái V2 này của thầy nhá, nó mới chỉ là 2/13/15 của V của đỉnh là E, đáy là CMP thôi. Nhưng mà thầy quan tâm là gì nhỉ? Cái hình chóp đỉnh là E, đáy là CMP, nó bằng bao nhiêu lần V to? V của ABCD, đúng không? Thì muốn biết cái này nhá, các bạn để cho thầy tiếp này, để cho thầy tiếp nhá. Mình có ngay nào, mình có tiếp nhá. Mình nhận xét cho thầy này. Thầy xoay đỉnh nhá, thầy xoay đỉnh. Thầy xoay đỉnh này. Xoay đỉnh hình chóp nhá. Là V của ABCD. Thầy xoay đỉnh D đi. Vì sao thầy chọn đỉnh D? Đỉnh D nó cùng đỉnh E không? D chấm ABC chưa? Nó sẽ là 1/3 lần khoảng cách từ D đến ABC nhân diện tích của ABC. Đúng không? Còn V của E chấm CMP. Các bạn nhìn cho thầy này, cái CMP đúng không? Cái đấy nó thuộc ABC chưa? Nên nó cũng bằng gì nhỉ? 1/3 lần khoảng cách từ đâu? Từ E đến CMP nhân với cả diện tích của CMP. Đúng không? Thì khi đó nhá, thầy có ngay như sau này. Thầy suy ra là cái V của cái ECMP trên V to nhá, V to nó sẽ là gì nhỉ? 1/3 1/3 chỉ tiêu không? Nó sẽ là diện khoảng cách từ E đến CMP chia ra khoảng cách từ D đến ABC nhân với gì nhỉ? Nhân với gì? Nhân với cả diện tích của CMP chia cho diện tích của cái ABC. Đó, đến đây đơn giản rồi đấy. Nào, bây giờ nhá, các bạn nhìn cho thầy này, CMP và ABC cùng thuộc một đáy chưa? Nên là khoảng cách nó sẽ bằng gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Nào, khoảng cách sẽ bằng gì? Nào, nhi nè, khoảng cách từ D đến CM đến ABC chia khoảng cách từ E đến ABC bằng cái gì? Đổi điểm đấy, viết tắt đổi điểm nhé. Từ D đến ABC chia từ E đến ABC bằng cái gì nhỉ? Nhìn ra không? ED cắt ABC lại C mà. ED cắt ABC lại C mà. Nhìn thấy không? Vậy sẽ bằng là CD trên C CE. Nhìn hiểu không nhỉ? CD trên CE. Vậy cái này sẽ bằng là gì nhỉ? Như đây là của từ E đúng không? Nó sẽ bằng là ED. Hơi dài nhá, ED trên EC này. Đó. Nhân với gì? Diện tích của CMB, CMB với ABC. Thì nhìn thấy hai tam giác này đỉnh là đỉnh C chưa? Đỉnh C chưa? Vậy công thức vừa học hôm trước rồi. Nó sẽ bằng gì nhỉ? CM trên cho CB nhân với cả C CP trên cho CA. Đúng không? Đó. Nào, các bạn thay số vào cho thầy. Thay số vào. ED trên EC nhìn cho thầy nhá.
ED là mấy phần, sorry, đây là phần EC. EC trên ED. Trên EC. Nó sẽ là CE này. Trên cho CD. Nào, C là 3 phần, C là 2 phần, tức là cái này là 2 phần 3. Đúng không? CM trên CB. Nào, CM trên CB. Thằng BC trên 4 phần sẽ là 3 phần 4. CE trên CD phải bằng 3 phần 2 chứ ạ? Ừ, đúng rồi, 3 phần 2. Sorry. Nào, CP trên CA là bao nhiêu? AP, AC trên 3 phần, CB là 2 phần, đó sẽ là 2 phần 3. Đúng không? Vậy giúp bọn con thầy sẽ là 3 phần 4. À, vậy từ đây mình có cái gì? Vậy mình có ngay là đến đây xong rồi đấy. V của E chấm CMP bằng gì nhỉ? 3 phần 4 lần V đúng không? À, vậy suy ra ngay V2 bằng gì? V2 nó là gì nhỉ? V2 đâu? V2 vừa tính rồi. V2 ở đây. Đó là 13 phần 15 V của gì đây? V của ECMP. ME sẽ là 13 phần 15 này nhân 3 phần 4. Đúng không? Của V nó sẽ bằng là 39 phần bao nhiêu nhỉ? 39 phần 6 60V. 39 phần 60V. Ok không? Tính toán có thay sai số cho nào không nhỉ? Bài tính sai từ đầu là hơi nản đấy nhỉ? Rồi. 60V này. Thì V2 đúng không? V2 là 39/60V. Vậy sẽ là V1 là bao nhiêu? Vậy V1 nó sẽ là gì nhỉ? Tức là cả V to mình chia là 60 phần không? V to là 60 phần. Thì V2 là 39 phần rồi. V1 sẽ là gì? V1 sẽ là 29 phần 60V. À thì sorry, 21 phần 60V. Vậy mình có ngay là V1 trên V2 đi, mình tính điểm số đi. V1 trên V2 nó sẽ là gì? Nó sẽ là 21 phần 39. Chi tiêu được mấy thôi nhỉ? Chi tiêu số mấy đây? Số 3 đúng không? Bởi mình tính cho thầy ra bao nhiêu? 7 phần 13 à? Đó, vậy V1 trên V2 là 7 phần 13. Có đáp án không? Đáp án A, may quá. Có đáp án này. Đấy. Tổng quan bài này nhá, hơi dài đấy. Tổng quan bài này siêu dài. Các bạn chép đi để phân tích thêm. Bữa sau mình sẽ luyện tập những bài này thêm. Cái lâu ở phần này ấy, bài này lâu ở chỗ là gì? Là mình phải tính được cái mấy cái Menelaus này này. Ba cái tỉ số này này nó rất là lâu này. Thầy tính cái này cũng lâu, không phải mấy đứa đâu. Vì nó hơi khó nhìn. Nó sẽ bị loạn. Lâu ở chỗ này này, chứ về bản thân bài này nó không khó, nó lâu ở chỗ này thôi. Đó. Lâu nhất ở chỗ này. Nói chung bài thi bài này, câu này là câu 8 cộng 9 cộng rồi thì nó cũng phải tầm 5 phút, mất thời gian 5 phút để làm, 50 phút để làm chuyện bình thường. Nếu đi thi, nó lâu ở chỗ đấy, ở trên nhà. Cũng không có cách nào nhanh hơn cả. Ok không? Hơi khó đấy. Mai nghe có hiểu được không đấy? Huyền A4 nghe hiểu được không? Cái này hơi khó một chút.
Hai hàng thịnh nghe ok không? Ừ, hai hàng thịnh nghe ổn không đấy? Tạm ổn, tạm ổn, phải luyện tập nhiều rồi. Nói chung là phải quen nhìn cái Medialogic một chút. Được chưa nhỉ? Cái ý tưởng đơn giản thôi, nghe này, phân tích bài toán này. Để phân tích bài toán nhá. Tức là cái cách 1 thì nó hơi dài. Cách nào cũng thế thôi, nó phải tính được 3 cái tỉ số này. Thì nghe này. Cái kỹ năng gọt hình rất là quan trọng, gọt hình nhá, kỹ năng gọt hình. Tức là gì nhỉ? Nó chia thành hai nửa V1 V2 đúng không? Thì V trên là V1, V dưới là V2. Thì bao giờ mình tính V2 trước? Ok không? Mình sẽ tính V2 trước. Được chưa? Các bạn muốn làm nhanh ý, thì chả cái nào khác ngoài luyện tập nhiều cả. Ngoài luyện tập của thầy thôi. Chả cái nào nhanh hơn đâu. Ngoài cái luyện tập. Ok chưa? Đây là cách một cách gián tiếp đúng không? Cách một cách gián tiếp tức là gì? Là thầy lấy cái thằng to đỉnh là E để trừ đi thằng nhỏ thì ra thằng V2. Lấy cái gián tiếp. Cách 2 nhá, cách trực tiếp này. Cách trực tiếp. Thầy sẽ làm như sau. Cách trực tiếp, thầy mượn cái hình của nó nhá. Mượn cái hình. Cách trực tiếp này, thầy mượn cái hình này luôn. Nghe nốt cái cách 2 rồi ngẫm nhá. Phải ngẫm lên mới hiểu được bài. Cách trực tiếp này. Thì mình đã có tỉ số là gì rồi? Mình có tỉ số nhá. Mình có V2 đúng không? V2. Nó sẽ như sau. Nghe cho thầy này. Thầy sẽ chia V2 như sau. Đây là cách chia hình thôi. Cách chia hình và xoay đỉnh. Hai kỹ năng quan trọng. Cách chia hình và kỹ năng xoay đỉnh. Nào, thầy chia như sau này. Thầy sẽ chia như sau. Các bạn nhìn kỹ cho thầy. Nối thầy hình vào. Cách hai vẽ thầy hình mới nhé. Vẽ hình này vào. Thì cái V2 của thầy đúng không? V2 của thầy ấy, nó sẽ cấu tạo bởi hai hình chóp bên sau này. V2 nó sẽ bằng V hình chóp là đỉnh là P. Đấy là MCDN. Cộng với cả V. V đỉnh là gì? Đỉnh là N. Được chưa nhỉ? Đỉnh là N. Đấy là gì? Đấy là P quy đề. Các bạn công nhận không? Các bạn ok cái này không đã? Có nhìn ra hai nửa không đấy? Thật ra thì viết này dễ nhìn hơn này, thì viết này dễ theo dõi hơn. Tức là đỉnh là Q đi, đỉnh là Q, đáy là NPD. Thế này chưa đã? Ok không đã? Phụng hiểu cái này không? Tách hình hay cho này hiểu không đã? Rồi bây giờ nhá, nghe này các bạn, xoay đỉnh ý. Cái kỹ năng xoay đỉnh rất quan trọng này. Buổi sau thì sẽ nói thêm. Xoay đỉnh đúng không? Thì mình phải chọn một cái đỉnh và cái đáy mới. Đỉnh mới và đáy mới đúng không? Nhưng mà cái đỉnh, cái đáy mới của thầy nhá, cái V đầu tiên thì xoay đỉnh vẫn thế rồi. V đầu tiên mình chỉ có cái này thôi. Nhưng mà cái đỉnh Q đúng không? Nếu mà các bạn nhìn đỉnh Q nhá, đỉnh Q hơi khó làm. Vì sao thầy bảo khó làm? Vì cái đỉnh này, cái MNP đúng không? Mình không thể biết là nó tỷ lệ diện tích với tam giác nào cả. Cái đấy MNP này, nếu các bạn coi đấy là MNP đúng không? Thì mình sẽ không biết nó sẽ tỷ lệ với tam giác nào. Thì xoay đỉnh ý, cái ý tưởng xoay đỉnh này là như sau, là các bạn phải chọn đỉnh mới, đáy mới, sao cho đáy mới của mình ý, phải nằm trong một cái mặt phẳng ban đầu. Các bạn hiểu không đấy? Xoay đỉnh đúng không? Sao cho cái đáy mới của mình nhá, nó phải nằm trong một cái mặt phẳng của hình chóp ban đầu. Thì thầy xoay đỉnh là gì đi? Xoay đỉnh là N. Đấy là PQD. Đó. Xoay đỉnh này dễ chưa? Ok không? Thầy đến trực tiếp luôn này. Mình có nhận xét như sau. V, các bạn về tự lắp số vào cho thầy. V của cái P.MCPN. Đúng không?
chia cho V của A, B, C, D. Nó sẽ bằng là khoảng cách từ P đến MP, MN, DC. Chia cho khoảng cách từ A đến, các bạn tự đáp số cho thầy nhé, thử nghĩ xem. Từ A đến B, C, D. Nhân với gì? Nhân với diện tích của cái MNDC chia cho diện tích của BCD. Các cái tỉ số này là tỉ số cơ bản rồi. Cái này tỉ số cơ bản rồi. M từ cách 1 đúng không? Cái Meleroid ý, mình có hết tỉ số rồi. Các bạn sử dụng cách 1 một chút đấy. Đó là xong nhá. Vậy suy ra ngay bao nhiêu V này. Tiếp tục cái thứ hai. Cái V đỉnh là N. Đấy là PQD. Sẽ ứng với gì nhỉ? Đỉnh N sẽ ứng với đỉnh là B, đấy là A, C, D. Vì sao thầy chọn như thế? Vì sao? Vì cái PQD nhá. PQD các bạn nhìn cho thầy, nó thuộc mặt phẳng A, C, D không? Chính là lý do đấy vì thầy chọn được chưa nhỉ? Sẽ bằng là khoảng cách từ N đến PQD chia cho khoảng cách từ B đến ACD. Nhân với gì? Nhân với diện tích của PQD trên cho diện tích của ACD. Tự thay số cho thầy, tỉ số có hết rồi. Vậy các bạn suy ra ngay V2 thôi. Sẽ bằng cái gì đấy nhân với V. Ok không? Chúng ta suy ra V1 bằng cho V. Ok. Rồi mình lại suy ra tiếp được V2, V1 trên V2. Nó như nhau thôi. Các bạn hiểu ý không nhỉ? Đấy. Mới gặp bài này thì siêu khó vì nó dài nên là dễ bị loạn. Thì muốn quen được bài này nhá thì các bạn chỉ có một cách thôi là luyện tập. Trong phiếu thầy có mấy bài tương tự đấy. Các bạn luyện tập cho thầy. Được chưa nhỉ? Bài tập về nhà, bài tập về nhà là cái dạng 3 đấy, một số bài tập nâng cao ấy. Một số bài tập nâng cao. Bài tập nâng cao. Nó nâng cao là ở mức 3 thôi. Làm lọc cho thầy nhá, lọc cho thầy những câu tỉ số của chóp thôi. Được chưa nhỉ? Lăng trụ mình chưa học đâu, lăng trụ phải tuần sau xong nữa cơ. Ok không? Một số bài tập nâng cao nhá, lọc những câu tỉ số chóp mà làm. Đến giờ này làm được hết rồi. Được chưa nhỉ? Không phải tự nhiên mà thầy giới thiệu hai cách nha. Mỗi cách có một ưu điểm riêng. Có bài cách một các bạn không làm được đâu. Buộc phải làm cách hai. Nên là các bạn dù cách nào thì cách cũng phải tính được mấy cái tỉ số Meleroid này. Hiểu vấn đề không nhỉ? Cũng phải tính được cái tỉ số này. Được chưa? Thì xem lại video hoặc trong quá trình làm bài ấy, hoặc có thể sẽ quay một video nữa để trước một bài chỗ này cho mọi người xem. Ok nhé, thầy sẽ dành một chút thời gian để quay video chữa một bài này cho mọi người xem kiểu như thế này. Và buổi sau mình sẽ ôn tập tiếp. Ok nhá. Được chưa? Thế thôi. Nghỉ đi. Để chào cả lớp. Nghỉ ăn cơm đi.